Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi mình chúc các bạn có một ngày mới an lành. Rồi thì hôm nay mình cũng quay lại với mấy cây sứ mà mình xả tàn để chơi Tết rồi các bạn. Đó thì có xả một mớ cây mà xếp nó chen chúc nhau như thế này rồi các bạn ơi. Đó thì nói chung ra mà mình xả để mình làm clip chia sẻ lên tiếp với các bạn thôi, chứ còn thật sự ra cái sân vườn mình nó thiếu nắng nhiều lắm các bạn. Những cái cây thiếu nắng thì nó không có đủ nắng, nó không có phát triển khỏe được đâu. Đó, các bạn thấy là bây giờ đó, được có tí xíu nắng ở trên kia rồi các bạn, còn khúc dưới này là hoàn toàn là không có nắng đâu. Chỉ có nắng tí sáng thôi. Nắng yếu quá thì cây nó cũng ra hoa cũng bết lắm các bạn ạ. Đây thì cái cây này là cái cây hoa xuân kỳ cánh đơn rồi các bạn. Thì vừa rồi mình có xả vào giữa tháng 10 âm lịch này. Đó, nay thì như là nó cũng đang bánh trồi bánh tược nó ra này. Nó ra nụ các bạn. Và có thể là sớm. Nó tùy các bạn ơi, chứ không phải là thì mình chỉ có canh vào gì mà. Cái hoa đơn thì mình canh 2 tháng rưỡi, còn hoa kép thì mình canh 3 tháng vậy thôi. Còn thật sự ra hôm nay các bạn thấy là cái cánh cái cây này, cây Camilla nè, hoa kép nè. Đó mình cũng xả cái hôm đầu tháng 10 âm lịch nè. Hôm nay thì cái cây mình xả 2 cây Camilla luôn nha các bạn nhé. Nhiều lúc nó thẳng ra là canh là không có chính xác được đâu. Tại vì do những cái cây mà nó khỏe thì nó khác, còn cây nó yếu nó khác rồi các bạn ạ. Những cây này vừa rồi mình sang chậu cho nó xong rồi mình mới xả tàn đó các bạn. Bộ tàn bộ tược như vậy là bộ rễ của nó yếu nha các bạn nhé, cho nên là nó mới ra như vậy. Nó ra như vậy là có thể là nó sẽ không bắn chồi lên được đâu các bạn. Thì cây này nếu mà muốn lấy là phải kích thích rễ lại cho nó. Đây cây này Camilla nha các bạn nhé. Đó chồi tược nó ra xong rồi nó ra nụ luôn nè. Mà hôm nay còn cả hơn tháng nữa, còn 40 ngày nữa các bạn, mà nó đã ra nụ như vậy rồi thì nó sẽ ra trước Tết. Đây cũng là cây Camilla luôn nè các bạn. Cây này thì chưa có một tim nụ nào hết đó. Mình xả cùng ngày luôn đó các bạn. Hai cây này là hai cây hồi đó mình chiết cung xuống nè. Đó cái cây hồi nãy mình vừa quay nó là nó khỏe hơn. Chứ nó khỏe hơn nó cho ra bộ đế nôm, mình sửa đế nôm. Còn cái này mình vừa mới bung rễ nó lên mình mới sửa sơ sơ. Trước nó bị thúi hết nhánh ngay đây nè. Đó hai cây mình xả cùng ngày luôn mà cuối cùng cây này chưa có tim nụ nào nha các bạn nhé. Đó còn cây này thì nụ nó ra nhóc hết rồi. Đó, chứ không phải là bây giờ mình không thể nào canh được đâu. Thì mình cứ đại khái là như vậy thôi. Cây nào có hoa trước thì mình chơi trước, còn cây nào có hoa sau chơi sau. Thì may ra có cây nào nó đúng dịp Tết thì ok thôi các bạn ạ. Còn đây là cái cây hoa trắng cánh đơn nè. Vừa rồi mình cũng có làm clip cho các bạn xem á. Mình sang chậu cho nó xong mình đôn nó lên rồi mình xả tàn cho nó luôn. Thì hôm nay là tim nụ của nó ra nè. Nhóc hết rồi các bạn ơi. Đó, cái này xả hôm giữa tháng 10 âm lịch. Cây này cũng xả giữa tháng 10 âm lịch luôn nè. Thì cây này vừa rồi mình có xả mớ, mình có làm mình có lấy cái nhánh của nó các bạn. Tại vì cây này tược nó cao, nó dài lắm. Tược nó cũng già dành nữa, cho nên là mình lấy một mớ mười mấy hình 20 nhánh mình dâm. Mà dâm cả hơn tháng nay rồi các bạn nè. Thì mình thấy chồi tược của nó cũng đang nhú nhú ra, mà không biết là đây, mình đang để nó trong góc đây. Không biết là nó có sống nổi không, nhưng mà thật sự ra là mình chưa thấy cây nào chết hết các bạn. Đó, mười mấy nhánh sinh xuân kỳ nè. Mình cũng phơi đâu hình như 10 ngày hay là nửa tháng gì mình không nhớ nữa, cái bắt đầu mình dâm xuống tượng đó này. Thì những cái này mình cho cái chất chồng của nó là nó hơi ẩm thôi các bạn ạ. Mình cứ để ở góc này nè, mình thấy cái mặt nó khô khô cái mình lại xịt lên cho nó có hơi ẩm, độ ẩm thôi. Rồi còn trên tược thì ngày nào mình cũng xịt sơ một cái để cho nó mát đó các bạn. Thì nó không sao, chứ còn nếu mà tưới nhiều quá thì nó sẽ bị úng nha các bạn nhé. Đó những cái nhánh dâm đó mình để trong góc đây nè các bạn. Đây còn cây này là cây gin
cây này là cây gì quên tên hết rồi. Đó cũng xả là hôm nay nó đang phát triển nè. Những cái cây như vậy là nó mình chuẩn bị là mình vô kích thích nụ cho nó được rồi nha các bạn nhé. Còn cây này cũng là cây sứ hạt chứ. Đó mình cũng bung rễ xếp rễ nè, rồi cũng xả tàn hôm đầu tháng 10 âm lịch nè. Hôm nay nó cũng ra tim nụ nè. Đó thôi cả nó giờ cây nào được ra trước thì mình chơi trước, còn cái nào ra sau thì ra Tết cho nó chừng nó cũng được các bạn. Thì có nhiều cây thì mình cứ có cây nào mà đó, mình cứ thay đổi các bạn, cây nào mà tàn rồi mình đưa lên, đưa những cái cây đẹp mới ra đưa xuống chừng nha các bạn nhé. Đó đây này. Cây này cũng là cây sứ hạt, mấy cây này là cây hồng ngọc này, cây này cũng hồng ngọc này. Cũng xả tàn này. Chưa thấy tim nụ các bạn này. Đó. Đây như là cũng là cái cây sứ hạt rồi, còn dài dài dưới đây nhiều lắm các bạn này. Đó mình xả mới ở đây thì có cây nó cũng ra bông rồi nè. Đó các bạn thấy là những cái tược mình xả nó ra nè, mà bây giờ có cây nó ra bông rồi. Có tược nó ra bông còn cây thì nó chưa. Thì những cái cây nào như vậy thì mình vô lân cho nó nha các bạn. Mình vô cái phân NPK 17-17 đều hết rồi các bạn, để cho nó quần bình hết nha. Đó đàm á là nó bung chồi vú đọt. Đó còn lân á thì nó thúc nút kim để nó ra mầm tạo hoa các bạn. Còn kali thì hoa nó sắc đẹp nè, hoa lâu tàn nè. Đó mình bón cái phân này cho nó, mình rải một lần một cho nó đi, để cho nó cái cây nào nó kích thích nó ra hoa được nó ra. Cái cây này nó ra thấy cũng yếu các bạn ạ, lá của nó không có được sung sung. Đó còn cái cây một cốt này mình vừa rồi mình hai ba cây này mình có làm clip cho các bạn xem này. Ô xả tàn hôm nay nó ra được nhiều quá các bạn ạ. Từ một từ cái cây mà mình chiết một tược nó đi lên các bạn, mình xả mà hôm nay xả đi xả lại 2-3 lần 3-4 lần gì đó, mà nó ra là 2-4-6-8 tược này các bạn. Đó chỉ có một tược mà nó ra vậy nha các bạn nhé. Cây này nè, thì vừa rồi cây này mình cũng nói mình có hai cây này mình sang chậu đôn cũ lên cho nó nè, rồi xả tàn tiếp nè. Cây này cũng 7 tược nè, còn cây này thì mình chưa sang chậu. Ba anh em nói các bạn, lá này thấy không, cũng là cái cây này cây hạt giống mới thôi, nó hơi bị cong mà mình gịch tới lại để mình quấn cho nó đứng thẳng nè. Cây này mình xả 2 tược nó cũng ra 5 tược. Ba cây này thì đang sung lắm các bạn. Đây có những cái cây mà mình xả mà nó yếu yếu và nó chưa chịu ra. Cây này thì cũng ra rồi mà chưa có tim nụ, thì mình vô cái phân đó để kích thích nụ cho nó nha các bạn nhé. Nó vừa có đạm vừa có lân mà cũng vừa có kali luôn, thì nó cân đối các bạn, để chơi cho nó vừa có hoa vừa có lá cho nó khỏe cây các bạn. Chứ còn nếu mà mình vô lân không cho nó thì lúc cây nó ra xong xuôi hết lá của nó không có đạm á, nó bị suy cây các bạn. Đây còn cây những cái cây cánh đơn, cây này thì hồi đó nó bị thúi cái thúi rễ thúi cũ rồi các bạn, mình cắt lên còn có tí xíu à, vậy mà cuối cùng nó ra được bộ đế nôm. Nó hoa đơn là cây nguyên liệu á các bạn. Cây này đây cũng là cây nguyên liệu mà mình xếp rễ cho nó nè. Cái cây này mình cũng chỉnh sửa rễ cho nó cũng nguyên liệu nè. Cái xả tàn là tồi trồi tưởng nó đang ra. Cây này thì vừa rồi mình có xả mấy tược rồi các bạn, tại vì nó vượt cao quá mình chỉ xả mấy tược thôi, mình bo cái tàn nó lại thôi các bạn. Chỗ tược của nó cũng đang ra nè. Cây này mình không có xả hết. Còn những cái chồi nào mà cái tược nào mà nó mình không xả thì nó sẽ ra hoa các bạn ơi. Tại chỗ này nó trống nè, mình định để cho nó vươn nó vượt lên trước mấy cái ngọn này nè, để cho nó lớn, cho nó đắp vô cái chỗ trống mà cuối cùng nó ra hoa. Nó ra hoa cái là chồi của nó cũng đứng im luôn.
Rồi còn những cái cây mà mình sửa rễ các bạn, đó mình lôi lên mình sửa rễ, chỉnh sửa rễ nó xong tạo cho nó thành cái củ quái ấy, thì nó yếu lắm các bạn ơi. Đó, nó phát triển không có khỏe, chồi tự nó cũng ra nè. Cây này thì nó sẽ ra chậm. Thì những cái cây như vậy thì mình cũng phải đang kích thích đạm cho nó nha các bạn nhé, Growth 2 cho nó, và kích thích rễ cho nó. Đó, như cây này mình cũng làm rễ nè, cũng sửa rễ cho nó thành cái cây của hình thú, hình quái nè. Những cái rễ này nó dư thừa cắt bỏ đi nè, nó tạo cho nó thành một cái củ quái, nó có đuôi nè. Rồi cuối cùng nó ra chồi ra từ xong cái nó bắn nụ luôn các bạn nè. Những cái cây này là bộ rễ nó yếu nha các bạn nhé, thì nó mới ra như vậy. Đó, những cái cây sửa củ hình củ quái nè. Đó, cái vườn sứ ở trên sân thượng của mình đây, dồn nó ra một đống ở đây nè các bạn. Thì nay mình cũng chia sẻ lên các bạn, mình cũng review lại những cái cây sứ mà mình xả tàn nha các bạn nhé. Đó, có những cái cây nó thế này, có những cây đó thế kia, không hiểu nổi đâu, thật kệ nó. Mình cứ xả đi rồi mình cứ chăm đi. Đó, cây nào đúng Tết thì đem lên, còn cây nào trước Tết thì mình chơi trước, còn cây nào ra sau Tết thì chơi sau. Bây giờ mình bô cái 17-17 cộng 3 cái 17 cộng te. Đó, để cho nó cân đối nha các bạn nhé. Khi nó ra tim nụ này kia xong xuôi hết rồi, để khoảng chừng còn khoảng gần tháng nữa thì bắt đầu mình vô cái canxi bo kém cho nó, để cho nó hoa nó chắc khỏe tốt, nó màu sắc đẹp nha các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn là những cái cây sứ mà mình xả tàn chơi Tết nha các bạn. Thì hôm nay nó được như vậy mình cũng chia sẻ lên cho các bạn xem. Bây giờ đợi chờ đến ngày Tết thì nó coi nó phát triển làm sao, rồi có cây nào đẹp thì mình lại quay review lại cho các bạn xem nhé. Hoa này nó đẹp quá các bạn. Cái này là cây quỳnh chi. Ba cây một cốt này các bạn đá quá các bạn ơi. Xả tàn nó, mỗi lần xả nó nhanh nhánh lên, nhanh lẹ ghê đẹp. Mình mốt nó cho ra bộ đế của nó mình đôn lên rồi. Cho ra bộ đế đẹp rồi, bộ tán thì một cốt tán tròn nữa, tán dày. Thì cây nó cũng cân đối cũng đẹp nha các bạn nhé. Rồi mình cũng xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình. Rồi mình chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và luôn thành công cho công việc. Rồi mình xin chào.